Thưa quý vị, theo như kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 mà Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành thì thời gian mà học sinh sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán của thành phố sẽ là 9 ngày. Thời gian các em nghỉ Tết của học sinh thành phố Hồ Chí Minh năm học này sẽ ít hơn so với các năm trước. Cụ thể, học sinh từ bậc mầm non cho tới trung học phổ thông sẽ nghỉ Tết từ 18 tháng 1 năm 2023, tức là 27 tháng Chạp, cho tới hết ngày 26 tháng 1 năm 2023, tương đương với mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão. Tổng cộng là 9 ngày. Trong khi đó, những năm trước thì học sinh nghỉ từ 14 cho tới 16 ngày. Lý giải thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh năm nay ít hơn so với các năm học trước, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết do các năm trước đây, học sinh bậc phổ thông bắt đầu năm học mới từ giữa tháng 8. Tuy nhiên, năm học 2022-2023 thì tất cả học sinh từ mầm non tới trung học phổ thông đều bắt đầu thực học chương trình của năm học mới từ ngày mùng 5 tháng 9. Năm học này, thành phố Hồ Chí Minh có gần 1,7 triệu học sinh từ mầm non cho tới trung học phổ thông.